Xin kính chào quý vị và các bạn. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 24 tháng 4, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Quý Thanh, cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát và hai con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích bước vào phần luận tội và đề nghị án của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tại phần xét hỏi chiều ngày 23 tháng 4, chủ tọa công bố đơn của bà Đặng Thị Kim Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Anh Đồng Nai, gửi đến tòa. Bà Anh xin xét xử vắng mặt. Theo đơn, bà Anh cho biết có vay của ông Thanh 500 tỷ đồng. Đến ngày 12 tháng 8 năm 2020, bà Anh đã trả lãi và phạt 185 tỷ đồng và trả nợ gốc 150 tỷ do ông Thanh tính lãi và phạt vi phạm vượt quá quy định của pháp luật là 114,3 tỷ đồng. Phần lãi suất vượt quá quy định này được đối trừ vào khoản nợ gốc là 350 tỷ đồng. Đơn của bà Anh cũng nêu, bà Anh đề nghị tòa tuyên hủy các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trước đó với phía ông Thanh và bà Anh sẽ trả lại số tiền đã nhận còn thiếu 235,7 tỷ đồng. Bà Anh nhận lại hai dự án. Sau khi công bố đơn của bà Anh, Hội đồng xét xử hỏi ý kiến ông Thanh về yêu cầu của bà Anh. Trả lời hội đồng xét xử, ông Thanh đề nghị tòa án tách ra để giải quyết bằng một vụ án dân sự. Về bị hại Nguyễn Văn Chung theo hồ sơ vụ án, ông Chung ký hợp đồng vay của bị cáo Thanh 35 tỷ đồng, nhưng thực tế chỉ được nhận hơn 30 tỷ đồng vì bị trừ trước 3 tháng tiền lãi ban đầu và phí môi giới. Để vay được tiền, ông phải ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất hơn 2.400m2 cho Trần Uyên Phương, con ông Thanh. Sau khi làm thủ tục tách thửa đất này thành 29 thửa nhỏ, ông Nguyễn Văn Trung còn phải làm thủ tục sang tên cho bị cáo Phương. Khi lo đủ tiền 35 tỷ đồng để chuộc lại thì ông Thanh không đồng ý. Chủ tòa hỏi, tại sao ông không thế chấp tài sản mà lại đi chuyển nhượng? Mình thấy không ổn thì thôi, đằng này biết nguy cơ mất tài sản nhưng sao vẫn chấp nhận. Ông Trung đáp, Lúc đó bị cáo tin tưởng ông Thanh là người uy tín. Theo chủ tọa, lý do thực sự là các bị hại đã chấp nhận rủi ro, trên thực tế có rất nhiều các giao dịch tương tự như vậy và bị hại cũng có một phần lỗi. Chủ tọa cho biết, nếu không có các giao dịch chuyển tiền rất rõ ràng mà giao dịch bằng tiền mặt thì cơ quan tố tổ tụng cũng không có căn cứ xử lý các bị cáo cũng như căn cứ để bảo vệ quyền lợi của bị hại. Trong vụ này, cơ quan điều tra phải rất công phu mới tìm ra các chứng cứ